Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Hồng giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy sẽ hướng dẫn và luyện cho chúng ta một số đề kiểm tra giữa kỳ 1 lớp 4 của hai bộ sách kết nối và bộ cảnh diều. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ Hồng giáo và những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Hồng giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt thì thầy sẽ hướng dẫn và luyện cho chúng ta bộ đề kiểm tra giữa kỳ 1, bộ đề số 1. Và trong đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn tiếng Việt thì chúng ta cũng sẽ có hai phần. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ kiểm tra về phần đọc thành tiếng. Thì ở phần này chúng mình có thể là tìm và đọc lại một số bài tập đọc chúng mình đã được học. Còn phần thứ hai chúng ta sẽ đọc thầm và làm bài tập. Thì ở phần này chúng mình sẽ đọc thầm và làm bài tập. Chúng mình sẽ đọc thầm bài văn tình bạn, sau đó thảo luận và trả lời một số câu hỏi. Bây giờ thì thầy sẽ đọc cho chúng ta nghe, sau đó chúng mình cố gắng đọc lại đoạn văn và trả lời một số câu hỏi nhé. Bài văn tình bạn: Thỏ và sóc rủ nhau vào rừng hái quả. Mùa thu hương rừng thơm phức, hương quả chín ở trên một cành cao chót vót. Thỏ reo lên sung sướng: Ôi, chùm quả chín vàng mọng kìa, ngon quá. Thấy chùm quả vắt vẻo cao tít, sóc vội vàng ngăn bạn: Cậu đừng lấy, nguy hiểm lắm. Nhưng thỏ đã men ra, nó cố với, trượt chân, thỏ ngã nhào. Sóc nhanh nhẹn túm được áo thỏ, còn tay kia kịp với được một cành cây nhỏ, nên cả hai bị treo lơ lửng trên không, chứ không bị rơi xuống khe núi đầy đá nhọn. Cái cành cây cong gập hẳn lại, sóc vẫn cố sức giữ chặt áo thỏ. Tiếng răng rắc trên cành cây càng kêu to hơn: Cậu bỏ tớ ra đi, kẻo cậu cũng bị rơi theo đấy. Thỏ nói với sóc rồi khóc òa: Tớ không bỏ cậu đâu. Sóc cương quyết. Bác voi cao lớn đang làm việc gần đấy, nghe tiếng kêu cứu chạy tới. Bác vươn mình đưa chiếc vòi dài đợi được cả hai xuống an toàn. Bác âu yếm khen: Các cháu có một tình bạn thật đẹp. Như vậy là thầy vừa đọc cho chúng ta nghe bài văn tình bạn. Bây giờ thì chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại bài văn này. Sau đó chúng ta sẽ thảo luận và trả lời một số câu hỏi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thảo luận và trả lời câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi 1: Thỏ và sóc rủ nhau vào rừng làm gì? A. Rủ nhau vào rừng hái hoa. B. Rủ nhau vào rừng hái quả. C. Rủ nhau vào rừng tìm bạn. Vậy thì bây giờ chúng mình có thể đọc lại đoạn văn và cho thầy biết thỏ và sóc rủ nhau vào rừng làm gì? Thỏ và sóc rủ nhau vào rừng hái quả. Mùa thu hương rừng thơm phức, hương quả chín ở trên một cây cao chót vót, thỏ leo lên sung sướng. Như vậy thì ở đây chúng mình thấy thỏ và sóc rủ nhau vào rừng. À đúng rồi, đáp án B, rủ nhau vào rừng hái quả. Câu số 2: Thỏ khi thỏ bị trượt chân ngã sóc đá làm gì? A. Vội vàng ngăn thỏ. B. Túm lấy áo thỏ và cương quyết không bỏ rơi bạn. C. Cùng với thỏ túm lấy cành cây. Ở đây thì chúng mình có thể đọc lại đoạn văn và cho thầy biết là khi thỏ bị trượt chân ngã sóc đã làm gì đây các em? À đúng rồi, chính xác. Khi thỏ bị trượt chân ngã thì sóc đã túm lấy áo thỏ và cương quyết gì? Không bỏ rơi bạn, đúng không? Câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3: Khi thỏ bị ngã nhào, thỏ nói với sóc câu gì? Hãy ghi lại câu nói đó. Vậy thì chúng ta thấy khi thỏ bị ngã nhào, thỏ nói với sóc câu gì nào? À đúng rồi, ở đây thì chúng mình thấy đoạn văn như sau: Thấy chùm quả vắt vẹo trên cao, sóc vội vàng ngăn bạn: Cậu đừng lấy, nguy hiểm lắm. Nhưng thỏ đã men ra, nó cố với và trượt chân ngã nhào. Sóc nhanh nhẹn túm lấy áo thỏ, còn kịp tay kia
với được một cành cây nhọn nên cả hai bị treo lơ lửng trên không chứ không bị rơi xuống khe núi đá nhọn. Cái cành cây cong gập hẳn lại, sắp vươn cối giữ chặt áo thọ, tiếng răng rắc trên cành cây càng kêu to hơn. Cậu bỏ tớ ra đi, kẹo cậu cũng bị rơi theo đấy, thọ nói với sắp rồi òa khóc. Tớ không bỏ cậu đâu. Vậy thì khi thỏ bị ngã nhào, thọ đã nói với sắp câu gì? À đúng rồi, tớ không bỏ cậu đâu, đúng không? Câu số 4, việc làm của sắp nói lên điều gì? Ở đây thì chúng ta thấy việc làm của sóc nói lên điều gì? A. Sóc là một người bạn rất khỏe. B. Sóc là người bạn chăm chỉ. C. Sóc là người sẵn sàng quên bản thân mình để cứu bạn. Đáp án của chúng mình chọn sẽ là A. Đúng rồi, đáp án C. Sóc là người sẵn sàng quên bản thân mình để cứu bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu số 5. Câu chuyện tình bạn có nội dung gì? À, ở đây thì chúng ta thấy câu chuyện tình bạn có nội dung gì đây các em? À đúng rồi, câu chuyện tình bạn thì qua câu chuyện chúng ta thấy gì? Ca ngợi một tình bạn rất đẹp giữa sóc và thỏ. Câu số 6, xác định danh từ, động từ, dưới từ, gạch chân trong câu sau. Chúng ta sẽ xác định động từ rồi danh từ dưới rồi sau đó chúng mình sẽ gạch chân trong câu. Thanh ngơ ngẩn, Thanh ngẩn ngơ nhìn vòm đa bên kia đường đang nảy lộc. Vậy thì câu này chúng mình thấy động từ ở đâu và chúng ta sẽ gạch chân những cái động từ và danh từ trong cái câu vừa thầy vừa đọc. Thanh ngẩn ngơ nhìn vòm đa bên kia đường đang nảy lộc. Thì ở đây chúng mình thấy thanh sẽ là gì? Danh từ, chỉ tên riêng Thanh, đúng không? Rồi nhìn thì chúng mình thấy đó là động từ. Rồi vòm đa đó là danh từ và nảy ở đây thì chúng ta thấy sẽ là động từ. Bạn nào mà cùng đáp án như trên mình có thể là đúng nhé. Câu số 7, tìm 5 danh từ chung theo mỗi yêu cầu sau. A. Trong mỗi từ đều có tiếng sông. B. Trong mỗi từ đều có tiếng mưa. Theo chúng ta thì chúng ta sẽ tìm là 5 danh từ chung theo mỗi câu, trong mỗi từ có tiếng sông này. Chú ý danh từ từ chung đúng không? Thì chúng ta có thể thấy là dòng sông, cửa sông, khúc sông, nước sông và sông cái. Như vậy thì chúng ta thấy đây là những gì? Danh từ chung mà có tiếng tiếng sông. Rồi bây giờ thì chúng mình thấy là câu B, trong mỗi từ đều có tiếng mưa. Thì danh từ chung mà trong mỗi từ đều có tiếng mưa thì có thể là cơn mưa, trận mưa, nước mưa, mưa rào và mưa xuân, vân vân. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu số 8. Chúng mình sẽ có một đoạn văn và sau đó chúng ta sẽ tìm danh từ và động từ trong đoạn văn này. Bây giờ thầy sẽ đọc đoạn văn cho chúng ta nghe và sau đó chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại. Sau đó tìm những cái danh từ và động từ xếp vào hai cột ở bên dưới. Thỉnh thoảng muốn thử sợ lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi trước kia ngắn hụn hẳn bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận tấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Em hãy tìm các động từ, danh từ có trong đoạn văn trên rồi điền vào bảng sau. Bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn văn và tìm danh từ, động từ trong đoạn văn thầy vừa đọc nhé. Ở đây thì chúng mình sẽ thấy có một số danh từ trong đoạn văn này thì đó là gì? Chiếc vuốt đúng không? Rồi ngọn cỏ, rồi gì? Nhát dao, đôi cánh, cái áo và chấm đuôi. Tôi, đó là danh từ. Động từ ở đây thì chúng ta thấy có trong đoạn văn đó là đúng rồi, thử, co cẳng, đạp, lia, vụ, đi, soi gương. Đó là một số động từ trong đoạn văn. Bạn nào mà có cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với
Câu số 9 đó là đặt một câu nói về một người bạn của em mà trong đó có sử dụng một danh từ và một động từ. Thì chúng ta có thể tìm rồi đặt một câu mà trong đó chúng mình có sử dụng gì? À, một danh từ và một động từ. À, ví dụ như câu sau: bạn thân nhất của em là Thu. Thu rất dịu dàng, học giỏi và đang giúp em học bài. Thì ở đây chúng mình thấy danh từ thì là gì? À, Thu đúng không? Rồi động từ thì đang giúp em, đang giúp em học bài, đang giúp em học bài đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy có một số câu khác thì chúng ta có thể đặt, nhưng mà chú ý là trong đó chúng ta sẽ sử dụng một số danh từ. Danh từ thì chúng ta có thể là danh từ chung hoặc danh từ riêng, và chúng mình sẽ tìm một số động từ và đặt câu. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thứ hai là phần tự luận. Trong phần tự luận thì chúng mình sẽ nghe viết cái bài Nếu chúng mình có phép lạ. Ở đây chúng mình thấy sẽ là có hai câu thơ. À, thầy sẽ đọc qua, sau đó chúng ta sẽ nhìn lại đoạn thơ này, tìm cho thầy những từ nào cần viết hoa, và trong hai câu thơ này thì có những dấu câu như thế nào. Nếu chúng mình có phép lạ, nếu chúng mình có phép lạ, bắt hạt giống nảy mầm nhanh, chớp mắt thành cây đầy quả, tha hồ hái chén ngọt lành. Nếu chúng mình có phép lạ, ngủ dậy thành người lớn ngay, đứa thì lặn xuống đáy biển, đứa thì ngồi lái máy bay. Như vậy thì đây chúng mình thấy sẽ có hai khổ thơ, và mỗi khổ thơ thì có bao nhiêu dòng thơ? À đúng rồi, bốn dòng thơ. Chữ đầu dòng mỗi dòng thơ thì chúng ta thấy gì? Đều phải viết hoa. Khi viết xong mỗi một khổ thơ thì chúng ta sẽ cách đi một dòng và viết tiếp khổ thơ thứ hai. Bây giờ thì nếu như chúng ta nghe kịp thì chúng mình có thể nghe thầy đọc, hoặc là sau đó chúng ta có thể nhờ bạn bè, bố mẹ, anh chị đọc cho chúng ta viết bài này. Thầy sẽ đọc mỗi câu hai lần, sau đó chúng mình cố gắng dừng video và viết bài chính tả này nhé. Chính tả nghe viết: nếu chúng mình có phép lạ, nếu chúng mình có phép lạ, nếu chúng mình có phép lạ, bắt hạt giống nảy mầm nhanh, bắt hạt giống nảy mầm nhanh, chớp mắt thành cây đầy quả, chớp mắt thành cây đầy quả, tha hồ hái chén ngọt lành trống. Chúng ta sẽ sang khổ thơ thứ hai. Nếu chúng mình có phép lạ, nếu chúng mình có phép lạ, ngủ dậy thành người lớn ngay, ngủ dậy thành người lớn ngay, đứa thì lặn xuống đáy biển, đứa thì lặn xuống đáy biển, đứa thì ngồi lái máy bay chấm, đứa thì ngồi lái máy bay chấm. Chúng mình có thể quan sát lại cái bài làm của chúng mình với bài làm của thầy trên màn hình nhé. Đến với phần tự luận câu số 2 thì chúng ta sẽ đến với phần tập làm văn. Chúng mình sẽ viết một bài văn thuật lại một hoạt động ở địa phương em mà em có dịp tham gia và chia sẻ suy nghĩ cảm xúc của em về hoạt động đó. Thì ở câu này chúng mình thấy chúng ta cũng đã được thực hiện trong cái tiết luyện viết rồi đúng không? Thì ở đây chúng mình sẽ thuật lại một gì? À, một hoạt động đúng không? Hoạt động thì ở địa phương em thì có thể là hoạt động dọn vệ sinh, có thể là hoạt động lao động, có thể là tham gia một số hoạt động mà địa phương mình tổ chức, có thể là văn nghệ, rồi các cái buổi nhóm ngoại, vân vân. Và sau đó là gì? Nêu lên suy nghĩ cảm xúc của em về hoạt động đó đúng không? Ví dụ như ở đây thì chúng ta có thể tham khảo một bài văn như sau về một hoạt động ở địa phương. Chiều nay cả tổ dân phố nơi em sinh sống đã cùng nhau tổ chức tổng vệ sinh đường xá để đón năm mới 2023. Theo như đã thống nhất với nhau từ trước, mọi người chuẩn bị các dụng cụ như cuốc, rổ, túi, rác và có mặt vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật. Ai cũng phấn khởi và hào hứng, em cùng các bạn nhỏ trong xóm cũng có mặt để tham gia sự kiện này. Theo bác tổ trực phân công, mỗi gia đình sẽ dọn phân cỏ và vệ sinh đường trước nhà mình.
Phần cây cối dọc theo đường chung thì sẽ do các anh thanh niên khỏe mạnh đảm nhiệm. Các bác gái thì tỉa lại và trồng thêm hoa dưới các gốc cây cho con đường thêm màu sắc. Những bạn nhỏ như em thì giúp nhổ cỏ, gom lá và cành đi vứt cho sạch sẽ. Mỗi người một việc. Mọi người ai cũng chăm chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình. Tiếng cuốc cỏ cắt cành vang lên lạo xạo, nhưng nó lại nhanh nhóng bị áp bởi tiếng nói chuyện trò của mọi người. Bội cũng lâu rồi mới có dịp bà con cả khu phố gặp nhau đông đủ như thế này. Chúng em thì hăng hái chạy nhảy và thi xem ai nhanh gom đầy túi cành lá khô nhất. Thế mà rôm rả, sau khoảng một tiếng, con đường trở nên sạch sẽ gọn gàng khác hẳn lúc đầu. Mọi người đều đã thấm mệt nhưng ai cũng tươi cười rạng rỡ. Cùng với việc giúp đường phố sạch thì sự kiện hôm nay còn giúp gắn kết mọi người lại với nhau, thật là ý nghĩa. Đó là một một hoạt động, bạn ấy thuật lại, đó là hoạt động dọn vệ sinh ở khu phố nơi bạn ấy sinh sống. Dựa vào đây chúng mình có thể là chỉnh sửa lại bài làm của mình nhé. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta luyện bộ đề thi tiếng Việt ở giữa kỳ 1 lớp 4. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.